cá nhiều ổi tiền. Là thấy con cá muốn tự làm để mà lên video. Thì trước tiên cắt ra. Cắt ra đã xong quăng thùng rác. Còn lại rửa chén nữa. Chờ xí một vạt thôi. Ôi xí cả nha. Ôi. Vô. Vô 1 2 3 vô. Món này cũng khá ngon á. Món này mưng ngắm bia là hết sảy nè. Nó giòn giòn giòn, có cơm nha bạn. Ta phải chưa bao xin đấy. Quán mời là miễn phí là ngon. Không nói gì á. Cái này là quán mời nha. Thử nha. Coi bia được. Ừ. Súp này bạn nấu giống tôm dùm kiểu Thái á, chua chua cay cay ngon lắm. Đầu cá chẽm đã không? Ở đâu? À bê tô nó mưa go quá. Xin chào. Xin chào. Xin chào. 1 2 3 vô. 1 2 3 vô à. Xin chào Việt Nam là 1 2 3 vô hả? Nay trời khá đẹp đó, đẹp hơn hôm qua đấy. Ít mây. Nắng chói chang. Ít tên gì đấy nè. Quy Nhơn thì có cái bờ biển với công viên khá dài. Thì từ bây giờ mình sẽ fishing gear. Đây, quán sáu lợi. Con cá sáu lợi, con cá năm nhiều. Ô, bên đây có nhiều cua quá. Cua đã không bạn? Cua tươi nha. Cua... Giờ mình đi sáu lợi nha. Điểm đón khách sáu lợi ngay đây. Đón khách miễn phí. Đây là cái thuyền chở mình đi. Thấy đẹp chưa, giống thuyền bên Thái chưa? Đó, gõ sọc sọc giờ y chang cờ Thái luôn nha. Đó. Đây cái tàu. Ok, ổn định chưa? Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. Nổi Pattaya đây rồi. Đây là Quy Nhơn nha. Ngay trong cái đầm Thị Nại, khu vực nhậu nhẹt, câu cá thư giãn. Chết tiệt. Tiếng mèo kêu, chó sủa, rất là thôn quê. Đi qua tôi đi, Oxy. Đây, khung cảnh của cái nơi ăn nhậu đây. Sáu lợi nha bạn. Thì mình vô đây mình chọn một cái chòi. Rồi đó, ăn uống nhậu nhẹt, câu cá. Mình chọn trò nào mà mát nhất. Ô, cá mú cưa. Cá mú với biển nước lợ nè. Cái này là không phải sông nha, giữa sông, giữa biển. Dạng như là cái đầm mấy bạn. Đẹp chưa? Thì rất nuôi rất là nhiều. Bên kia chắc là nuôi tôm, nuôi đồ mấy. Quá trời nuôi luôn. Gặp bắt tên nè, thì đưa Gohan vô. Hả? Bên đó có cá hả? Chạy qua, chạy qua, chạy, hay dai, có cá, có cá. Ok đi, chị kia đi.
nó luôn sập cái nào. Wow. Yeah. Cái này so you. Oh, hụt mất rồi các bạn ơi. Mình chưa kịp câu các bạn. Chuẩn bị bóc mồi bên này là dính lại, mình phải chạy qua đây. Đó, một con cá. Wow, cái này 1 kg. Một con cá chém. 200 g. 200 gram một điều hòa này quá. Quá sen cô hát quen vô. Điều đi. Đục. Chạy. Ý ra này. Con cá chẻm là 270, cá mú 450. Rất là nhiều cá luôn. Mới đặt cần xuống cái cá đứt. Thì chút nữa mình sẽ chọn một con cá mú và một con cá chẻm để nhậu. Đó. Cá lại tới nữa rồi. Quá trời luôn. Ông này hình như ông có tay câu ấy. Ê, sono mama, watashi. Mới ngồi có 10 phút thôi nha. Câu bên hồ cá chẽm này thì được 3 con tổ đùng luôn. Dã man chưa? Tới đây là bảo đảm là ai không biết câu cũng thành cần thủ chuyên nghiệp nha. Cá chẽm mà hấp xì dầu với nấm rơm, nấm mèo rồi gì đó, hết sảy luôn. Mồi ra chưa kịp nhai nữa. Ai coi con thứ 4 nha các bạn. Nhanh như điện á. Ngồi chưa kịp hớp miếng bia nữa, nó lên ầm 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 rồi. Quá nhiều luôn. Cá chẽm. Trời ơi là trời. Quá trời luôn. Qua đây. Ông này thì câu cá chuyên nghiệp này nè. Uji san wa puro yatto imasu kara arimasu node. Ok. Rồi mình có thể không ăn hết á thì mình bỏ vô cái chỗ này nè cho nó sống nha. Bỏ liền luôn, bỏ nhẹ nhẹ thôi. Có thể bỏ vô cái xô rồi thả lên đây. Ở đây có nuôi tôm nữa nè. Ấy da. À, rồi thả xuống từ từ cho nó bơi ra. Đó, nó bơi ra liền thấy không? Vẫn còn quẩy. Sambio de chatta. Ủa? Này. À, hù ơi, con này hù ơi. Hình như ông này 5 phút một con hay sao? Ơ cứ hề, cứ hề, oshi, oshi. Cô đây kíp bước. Mút tô oki, sashimi qua đây kia này nè. Ờ, cứ hề. Con này có cá mú nha. Chỉ mút có ngần rồi. Câu cá con bé. Bé ở đâu tới hay ở đây luôn? Con ở đây hả? À, con nuôi cá ở đây hả? Mỗi ngày con cho cá ăn gì? À, ba cho hả? Đây có hơn cả chục cái chòi các bạn. Thì ngoài đi đò tới thì người ta cũng có thể đi xe máy đồ tới được nữa nha. Đó. Đó, đi xe máy thì giữ xe máy ở đây. Chó. Ôi trời ơi, một bầy chó. Ông chủ ông này thì bên Nhật có một chiếc thuyền hay đi câu. Nên là câu chuyên nghiệp lắm. Nam biki chutta. Go. Wakaranai. Wakaranai. Oki. Khi nè, cá nó vậy. Vừa ngồi chưa kịp nóng đít lại thêm con. Nigeta. Nigeta hay vậy. Em chó này tới đây làm gì? Ăn cá hay là gì? Quán chăn Ushiro. Nani ka suki. Uji san. Tonari ni suwatte iru. Nani ka iru. Esa. Sakana iru. Món này cũng khá ngon á. Món này mưng ngắm bia là hết sảy nè. Nó giòn giòn giòn, cá cơm nha bạn. Thử miếng cá cơm nha. Bia hết sảy á. Ngon hỏi nè. Ngon. Rất là giòn nha. Ngon sậm luôn. Cô đưa. Chấm mấy miếng tương nè. Rất ngon. 1 2 3 vô. 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 Vô.
khó ra dốt. Vô. Con này khá lớn nha. Ủa. Khá lớn. Chuẩn bị cái xô. Nè. Đố cổ. Đi ghế ta. Trời ơi, cái xô lại là chạy mất. Con này nó hơi to, nó vung cái cần nó quất thẳng vô mặt mình luôn. Quá dễ sợ. Hy vọng nó đừng có sổng nha. Mau một con cá mú làm sashimi. Quá nó to. Trời ơi, nó to dã man. Rồi, nó canh ổi tiền. Rồi. Wow, ok nè. Sashimi nè. Chinh 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 chinh
tô sa ma da kue de này, kue cô này này. Cái này to. Nằm bên đây. Nằm bên đây. Rô chín nó cũng sạch. Thì cái câu cá chẽm này mình lần đầu tiên mình nghe nói là ăn sống á. Ăn cá bún thì nghe nhiều lần rồi, mấy ông Nhật cũng nói mày thử ăn đi, ngon lắm. Mình không biết sao, cứ ăn thử con nghe được thì không được chuyển qua cá bún ăn tiếp. Chờ gì đã. Okay. Cá thả vô nha. Giờ kéo rọ lên là mấy chục con ở dưới á. Chỗ này để dưỡng. Trong nó khỏe mạnh là thả ra hồ lại. Này dưỡng chừng nào nó lành cái miệng á nha bạn. Wow. Có con cá gì màu đen đen giống cá gì, cá gì? Chị có cái muối cái chẻm không? À, cá chẻm màu đen đen vậy hả? Sao lúc nãy nó màu trắng, con này màu đen nha. Dạ. Bảy màu. Chơi con nào cỡ 2kg nha. Eto Saki no Sakana quá. Rồi coi kéo nào bén hơn tí không. Ê, sao con nó hasami? Đó sao? Con gì sao? Có đây. Hơn hương đẩy cái thao sát chịt con kia xíu. Thì bác này bên Nhật cũng là dân câu chuyên nghiệp. Nên là thấy con cá muốn tự làm để mình lên video. Thì trước tiên cắt ra đã xong quăng thùng rác. Còn lại rửa chén nữa. Con gì sao? Tô mô e tô số gì sta tô cái đề rimasu. Chị đã nay được stop cùng giờ luôn vô. Cái khổ cực không? Ăn uống để người ta làm cho rồi. Đó, chén bát tùm lum bà la. Ông chú phải cắt xong rồi rửa chén rửa rồi mới được về nha. Rồi bây giờ ông bố này thì sẽ cắt cái mang ra. Chị đã nay vô học stop phương gia rưu vô. Ok. Này phương, phía này. Ok. Đã chưa? Đặt luôn. Tốt to nha. Wow. Ui, chết rồi. Nhảy vô là rờ vô là đúng đứt tay kỹ máu. Tay luôn á. Lên cá liên tục chưa? Nãy giờ cũng mười mấy con rồi á. Ông này đúng là có tay câu. Nhảy xuống một cái là có cá. Các bạn kêu cái món sashimi lên rồi, sashimi cá chẽm nha. Mấy ông Nhật nói là tô sang nói là oishi, ngon lắm. Đó, chơi nhưng mà chơi wasabi Việt Nam thôi. Lemon. Nè, lemon ue no hokkake được. Đó. Ý, gì đó này. Chấp tô. Đó, giờ đắt lên cho nó chín. Đó, lá tito nè, shiso chi chai. Có xoài nè, mango nè. Lô hapa. Đó. Chơi miếng mùi tạt đấy. Bắt cá rai. Dầu vô. Karamidai. Giờ thử nha.
xí một lạc thôi, xí thôi. Ôi xì cạnh à. Ôi cá chẽm làm sashimi rất ngon nha. Ngon, món ngon. Khỏi chứng đề thịt hợp lại. Ta rắc miếng chanh lên nữa cho nó ngon. Đã chưa? Cá chẽm ăn sashimi là tuyệt vời nha. Cái này là cá biển nha, không phải cá sông nha. Quá đã luôn. Cái sốt là một phần. Thấy. Cái sốt. Cảm ơn. Không phải. Yo. Yo, 1, 2, 3, yo. Quá ngon. Này ăn không thôi, hỏi thằng rau củ quả gì hết á. Shiso y rửa. Shiso mổ. Chấm xí thôi. Quê là gì? Quê cải. Em là chích ta mono nè. Shiso. Nhâm. Ngon nha bạn. Tuyệt vời. Món cá chẽm này làm sashimi là số 1 luôn nha. Quán mời là miễn phí là ngon. Không nói gì á. Cái này là quán mời nha. Cái này gọi là cá bóng. Ừ, đúng là cá bóng thiệt đây ha. Cá bóng. Cá bóng. Saki no esa cả na. Thử nha. Coi bí được ao. Rồi rồi. Đây đủ rồi. Bữa nay là biết thêm một cái món cá bóng mới. Cá bóng này nè. Mà sóc với tỏi ớt á. Hết sảy luôn. Dài nguyên con luôn. Như chiên trước xong rồi sóc với tỏi ớt á. Rất là ngon nha. Thích nhất món này các bạn. Sashimi. Rưới chanh nè. Chanh vàng khè luôn nè. Rưới lên nhiều lên. Đó. Rưới lên. Đó. Hết sảy con mà bảy. Đó. Thì cái nồi lẩu nha. Hỏi nồi lẩu có gì nè. Có đi à. Quá trời luôn. Wow. Coi nè. Con cá sashimi to đùng rồi. Nguyên một cái đuôi. Nguyên một cái đầu. Trời ơi, bay đồ quá trời nữa. Quá ơi to. Full body. Bốc. Chơi miếng này nha. Cái bay. Ít đồ quá trời luôn nè. Nước vô. Thử miếng nước nha. Wow. Nóng rất ngon. Nóng. Chấm miếng mắm mặn đây. Trời này. Mắm mặn là đúng bài nè. Nó ngon. Sáu bún nữa mà ăn nổi nồi quá. Thích nè bạn. Nấu giống tôm dùm kiểu Thái á. Chua chua cây cay ngon lắm. Đầu cá chẽm đã không? Đồ tươi nha, câu lên được nha. Cái này nước mặn chứ không phải nước ngọt nha. Ăn tươi ngon lắm. Uống cả tỉnh bia luôn. Cái này nha. Cái này, có gì? Có da vàng á, chua chua cây cay ngon. Ok. Thì mình ăn thêm xí nữa xong về. Rồi chương trình hôm nay kết thúc tại đây. Quá say quá no bạn. Câu được quá nhiều cá quá vui rồi. Rồi tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
ăn uống no say các bạn. 778.000 ba người ăn mệt luôn, câu cá thư giãn nữa, đi đò qua ngắm cảnh rất đẹp nha. Có dịp tới Quy Nhơn nhớ ghé cái quán này nha, quán sáu lợi nha, phường Tòa, đầu cầu Hà Thanh Ba, đầu cầu Hà Thanh Ba, quá tuyệt vời. Rồi bye bye mấy con, bye bye.